chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em lại gặp lại với các bác với một cái bộ sản phẩm dành cho em Hoàng ở Quỳ Hợp, Nghệ An. Cấu hình sản phẩm thì hiện tại thì em cứ giới thiệu luôn là cái con trầm này để em kê thôi nhé. Con trầm này là không có trong cái danh mục sản phẩm đâu. Thiết bị gồm một con đẩy bãi Golden. Con này tiếng rất là hay, mà chạy mạch Class H Sonor G thì tiếng hát chắc chắn là rất là ok rồi. Để kết hợp với một con vang số CS6 Pro, một trong những dòng vang số tiếng khá là hay, dễ sử dụng. Và một con con mic không dây V550 Pro của AV các bác nhé. Và kết hợp với nó đây là một đôi loa DMX Bass 30. Hiện tại thì em đang chạy nó đây. Đấy, đang chạy nó và dây của nó thì được nối đến đẩy đây. Đó, hai bên đều như nhau. Còn cái bộ này đằng sau đây là cái bộ của một bác khách, thì bác ấy chưa tới bác đấy, em vẫn phải để đây. Đấy, nó rất là chật chội. Còn bộ sau thì em không có chạy, đang chạy cái bộ trước này của em Hoàng. Bây giờ em sẽ hát một đoạn karaoke cho bác nghe nhé, và cho em Hoàng cùng nghe. Và em sẽ hát bằng cái chế độ reverb. Mà reverb thì em để em hát thì em để rất là ít reverb thôi, không để nhiều đâu. Em để cái effect rất là nhỏ thôi. Hát như vậy thì nó mới hay. Em hát quen rồi. Bây giờ thì các bác em kê cái điện thoại vào đây nhá. Hôm nay thì hết đất diễn rồi, không còn đất diễn rồi, rất là chật trội. Đấy, đành phải kê điện thoại các bác chờ một lát, khỏi phải ngắt video. Đây em đang chọn bài trên máy tính này. Quên. Chưa cho đẩy lên. Bây giờ em chọn bài nha. Hôm nay thì không. Lớp 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bạn ơi hãy đi ngắm mặt biển xanh, xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dần dào biển cả, vút phi lao gió thổi trên đồng. Nắm đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời. Mùa xuân đã tới quê hương chúng tôi, miếng ngọt chè xanh bóng trắng lên đồi, đông xanh lúa rực rỡ biển cả, tiếng ai ru con ngủ du người. Ba
bác vừa được nghe một đoạn karaoke. Em Hoàng nguyên cái bộ sản phẩm của em đấy. Thì cảm ơn em Hoàng rất là nhiều và cảm ơn các bác đã thường xuyên theo dõi video nhé. Cái thời điểm này thì nó rất là bận rộn. Em Hoàng đặt tiền ngày hôm nay là hình như là cũng là 4 ngày rồi anh mới lên được video. Em hết sức thông cảm về công việc. Cảm ơn em Hoàng và cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video và cho em xin một like nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng vào những dòng dàn karaoke nhé. Ở cái mức giá là khá là thấp như thế này nhưng mà chất lượng âm thanh thì rất là tốt các bác nhé. Hiện tại thì anh cài là tất cả là 4 chế độ rồi. Em về em có theo hồ lựa chọn. Còn đối với những dòng băng cơ thì em quan vặn càng ngày thì nó cũng chỉ vậy thôi. Nhưng chất lượng về vang số từ tiếng nhạc và tiếng mic thì nó sẽ tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.